chi lộ. Hello chào mọi người. Chưa. Đi chào đi thôi. Clip lên. Hello. Chào mọi người. Đúng không? Em nói qua lịch sử thì cho nó như thế rồi. Tại sao mình giải về, mình giải thích tại sao cả nước hân hoan chào đón ngày Tết độc lập ngày 29. Ngày 2 tháng 9 1945 có nhiều sự kiện. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam mà đọc bản tuyên ngôn độc lập cho nhiều quốc gia trên thế giới nữa. Ví dụ như Việt Nam ta nói chung, Việt Nam nói riêng thì ta kết thúc hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp. Chúng chia đất nước ta thành ba miền Bắc Trung Nam. Chúng chiếm ba nước Đông Dương, Lào, Việt Nam, Campuchia thành một nước Đông Dương. Chúng đô hộ hơn 85 năm và kết quả là gì? Dân ta đói chết hơn 2 triệu người. Năm 1945 chúng ta chết đói hơn 2 triệu người. Bây giờ có những gia đình chết sạch, những cái linh hồn đó bây giờ rất là đau. Có những họ, những cái gia đình mà họ có thể tồn tại hàng ngàn năm, phải vượt qua bao nhiêu bão tố của bao nhiêu cuộc chiến tranh, nhưng mà đến nạn đói là chết sạch luôn. Vì đâu nên nổi, vì đâu phải chết. Cũng là do bọn thực dân bóc lột hết, do phát xít thực dân rồi. Kể từ năm 1945 cũng là chấm dứt, các hồ đọc bản thân cũng là chấm dứt một cái nàn gọi là nàn giặc dốt đấy. Hơn 80 năm thực dân Pháp đô hộ, để lại cho đất nước ta một cái thế hệ loài người, thế hệ người đó là dốt, giặc dốt 99%, kể cả ông cố và con ông nội cho con cũng không biết chữ luôn. Đến thời cha mẹ thì mới biết chữ, mới gọi là họ có được học, tức là sinh sau 1945 á là được đi học. Còn trước đó là ông bà đi học, đi học phụ vậy đấy. Ông bà cái gì bổ túc văn hóa hả? Bổ túc văn hóa chứ, các ông bà cũng, ông bà sau này cũng biết được cái chữ, cái tên, cái tuổi đó. Rồi sau khi đi các cụ được đi học, biết được cái mặt chữ, thì biết được cái tên mình đó. Cái đó cũng do là một cái thể chế của nhà của thực dân, là bởi vì nó làm cho dân ngu thì mới dễ bị cai trị. Nó có một cái chia để trị, chia ba miền Nam Trung Bắc để gì, để chia nhỏ ra để dễ trị. Đó là vấn đề chế độ của thực dân ngày xưa. Ngày Tết độc lập, ngày Bác Hồ vào đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với thế giới đó là nước Việt Nam đã độc lập, giành lại độc lập từ Pháp chạy, Nhật Hàn, vua Bảo Đại thoái vị, và nước ta trở thành một nước tự do và độc lập. Và ngày hôm nay thì trải qua từ năm 1945 đến nay là hơn 80 năm thì thế hệ trẻ, nhà con là thế hệ trẻ mà càng ngày càng lại nhớ về những ngày đất nước đau thương đó, càng lại người ta lại càng tìm hiểu về những cái tháng ngày mà đất nước chìm trong cái ách đô hộ của thực dân, càng quý và càng yêu đất nước, càng quý những cái thời khắc hòa bình như hôm nay. Ta có một cái yếu tố như này mà tao mới biết rồi thôi. Ngày hôm qua bên kia thì có bọn nhỏ nó mới nói là ngày 20 tháng 9 là ngày độc lập Bác Hồ ra Ba Đình để mà tuyên bố cái ngày đó có ấy. Nhưng cũng là ngày đó, năm 1969 cũng là ngày đó Bác Hồ ra đi. Biết phải không? Tao biết một cái điều tao đó. Cái đó thì cũng là đó, nói chung là mình có hai sự kiện lớn, có hai đó sự kiện thì lớn. Có thể là ngày Bác Hồ đi, nhưng mà mình cũng nói Bình Dân Học Phủ, đúng rồi. Chào Đồng Thủy nha. Bác chú biết có sự kiện lớn nữa không? Cái bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ nó có nhiều sự kiện lắm. Đó là một cái sự kiện là kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, mà một cuộc chiến mà cũng gây ra từ phát xít Đức. Phát xít Đức đầu tiên là chiến Ba Lan, diệt sạch người Ba Lan, nhảy sang đánh Pháp, nhảy sang đánh Bỉ, nhảy sang đánh Bỉ đầu hàng, Hà Lan đầu hàng, Na Uy đầu hàng, Pháp đầu hàng, chia ra hai phe, phe Vichy và phe tự do. Đức chiếm được Tây Âu, Đức quay lại đánh Liên Xô, nhưng khi đánh Liên Xô, Đức phải chia ra hai cánh quân, một cánh quân là về hỗ trợ Italia vì Italia bị thua quân Anh ở Nam Âu, cho nên là Đức chia ra hai nhánh quân, đánh một nhánh là đánh về Italia, một nhánh đánh về Liên Xô.
thì quân Đức đã tràn qua Liên Xô và tiến gần tới Moscow và bị bao vây ở đó, và cuối cùng bị Liên Xô phản đòn. Người Đức không bao giờ tưởng tượng được là người Liên Xô có tới 30.000 chiếc xe tăng mà người Liên Xô cất rất dữ, cất rất kỹ. Đến khi người Đức vào đến đến gần tới Moscow thì người Liên Xô đó bị tung ra. Cuối cùng là phát xít Đức bị diệt sạch. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 triệu người, gọi là chết và mất tích hơn 70 triệu người, và hơn 150 triệu người là bị thương, và hàng tỷ người là mất nhà cửa, tức là hầu như ta châu Âu là tan tành. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất á, cũng xuất phát từ Đức Áo Hung, là phe Đức Áo Hung. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, năm 1918 thì kết thúc chiến tranh thế giới thứ một. Thứ nhất á, bác vẫn biết rằng là sẽ có cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, bởi vì cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc sự phân chia thuộc địa không đồng đều. Mà tất cả hai cuộc chiến tranh đều nguyên nhân đó là gọi là phân chia thuộc địa không đồng đều. Người Đức không có thuộc địa, ít thuộc địa. Người Italia không có thuộc địa, người Nhật không có thuộc địa. Cho nên nó mới khởi xướng để nó bắt người Anh, người Mỹ, người Pháp chia phần cho nó. Và cuối cùng cái sự tham lam, nó lấy nước khác, nó giành thuộc địa. Việt Nam là một nước mà không có trên bản đồ thế giới. Nó cũng gọi là một cái món quà để nó chia chác. Việt Nam chúng ta là một món quà để cho bọn thực dân chia chác. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là một món quà để cho người Nhật, người Đức, người Italia sâu xé, chia chác. Và kết quả là năm 1940, mùa hè năm 1940 thì phát xít Nhật đã chiếm tròn nước ta. Phát xít Nhật đánh Trung Quốc, phát tiền chiếm tròn Trung Quốc, Triều Tiên, rồi và chiếm tròn Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam ta lọt vào cây ách thống trị của đế phát xít thứ hai, đó là Sáu Pháp, đó là Nhật. Và khi Pháp chạy, Nhật đi vào, Nhật vào thì cái việc đầu tiên đó là nó lấy thu hết tất cả lương thực của người dân mình để phục vụ cho cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, để nuôi lính của nó chú. Khi nó vơ vét hết tài nguyên và lương thực, và nhằm mục đích để cho dân mình chết đói, đói quá không chống cự lại người Nhật được. Mục đích của người Nhật phát triển Nhật là cùng tiêu diệt hết người Việt Nam chúng ta, bằng cách gọi là chiến tranh mềm đó, cho mày đói. Và các bạn biết là cái nạn đói đã cướp đi hơn 2 triệu đồng bào của chúng ta, có những gia đình chết hết, rất là đau xót, đúng không? Ngày hôm nay thế hệ trẻ chúng con á, là dù không trải qua những năm tháng đau thương đó, nhưng mà lịch sử đã ghi lại rất là hoàn hảo. Và để nhớ lại những ngày mà đất nước không những về bị đô hộ mà chết một cách tự nhiên, đó là giặc đói. Cho nên ngày hôm nay đất nước hòa bình độc lập, mọi người dân là được ấm no hạnh phúc, ai ai cũng được đi chơi hân hoan chào đón ngày Tết độc lập, để tưởng vừa đi vừa chơi, vừa tự hào đất nước, vừa tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc, và cũng vừa tưởng nhớ những vị anh hùng đã dày công vun đắp xây dựng cho đất nước có độc lập hôm nay. Và hôm nay thì cũng đề tài ta nói thêm một chút xíu nữa, ta nói Việt Nam, ta nói một chút nước ngoài đi. Mình thì quan điểm của chúng ta là hai chú cháu ta là nói chuyện tào lao ha, nhưng mà anh sợ nói chuyện tám chuyện bên bàn cà phê không vô thưởng vô phạt. Nhưng mà có cái này là tao nó khẳng định mày câu như vậy nè, có gì tấn tao thì cũng chút cái gì tao biết, hoặc là tao biết chín chắn thì tao nói. Đúng rồi. Nếu tao không biết tao đi học, hoặc là tao đi điều tra ngung những cái chuyện mà tuổi của tao này, hầu như những cái người bị bắt hoặc là những cái lịch sử bị bắt tao hoàn toàn tao không biết này kia, bởi vì cái chế độ cũ á, là nó không có dạy bức tường sắt, mà từ bắt đầu từ cái ngày mà sau 1975 thì mới biết bị bắt. Thực chất ngày xưa là nó không cho biết, và kể cả văn hóa gì lịch sử cũng vậy nữa. Cái chuyện cái trận mà chiến thắng Điện Biên Phủ cũng không có học, rồi Bác Hồ cái hoàn toàn biết. Thành ra vì cái chỗ đó, vì nói về lịch sử tao rất là e dè, bởi vì biết thì nói, không biết thì ngồi nghe để mình rút kết ra những chuyện gì biết, chứ còn tao không có nói tào lao được. Tại vì tao sợ nhất đó là cái gì thì có, nhưng mà lịch sử là một vấn đề linh thiêng của đất nước. Dạ, anh không rồi. Thể nào mà anh nói tầm bậy tầm bạ được, đúng vậy. Thành ra cũng vì bởi ta nãy ta thắc mắc mày đó, ta lên ta thấy có một vài cái comment nói là bác ơi,
cái ngày đó cũng là ngày đông, vừa vui mà vừa buồn là ngày đó cũng ngày bác ra đi. Đại khái là vậy. Thì ta thắc mắc, ta mới hỏi mày đó. À, thì cái gì cũng vậy, phải học hỏi và nói về chừng mực, là nói về vấn đề Việt Nam mà lịch sử thì mình rất là thận trọng. Nó không phải là bạ đâu nói đó được. Tánh tao là vậy. Là tao ít khi nào tao vô tao nói chuyện những cái chuyện mà những cái điều mà coi như mình không biết. Không biết mình nói vậy là mình thực sự là mình rất là bậy lại, thì tao không mời tao nói cái chuyện đó. Rồi ok. Tôi thấy ông Việt Nam độc lập năm 1945. Mà Trung Quốc á, năm 19 tháng 10 ngày 2 tháng 10 năm 1949 Trung Quốc mới độc lập ra chưa? À, chứ vậy là nó vẫn bị thằng Anh đô hộ mà. Nó là một nội nhục quốc gia mà Trung Quốc, người ta nói là thằng Pháp, Anh, Nhật đô hộ nó là một nội nhục. Bây giờ người ta làm phim, Trung Quốc nó có ngán, Trung Quốc làm phim á, làm phim chống Nhật, làm phim chống Pháp đó, làm phim chống Anh luôn. Và Việt Nam thì nó gọi là dùng đàn đói, còn thằng Trung Quốc á nó dùng thêm một tiêu rồi phải xá biển, gọi là buôn bán thuốc viện tự do đó, nó gọi là nhằm mục đích là tiêu diệt người Trung Hoa. Mình phải nói thế này này, có nhiều người cứ mở mồm ra là Trung Cộng rồi là Trung gì đó, nhưng mà thật chất thế này, người Trung Hoa là một trong những năm nền văn minh của thế giới. Người Hán họ mở rộng quốc gia đến bây giờ là có một quốc gia khổng lồ. Người Việt ta bây giờ còn một mảnh đất để cho người giao chỉ người ta ở, thế ta cái là càng tự hào. Tại sao nó thống trị cả thế giới, nửa thế giới rồi, một đất nước Trung Hoa khổng lồ như thế, Mông Cổ thống trị cả nửa thế giới, nhưng mà đất nước ta vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Dù sao thì đất đai của ta cũng còn đủ cho 100 triệu người để ở. Và có thể nói là nếu mà đồng bào ta ở nước ngoài có yêu thương tổ quốc, những người lao động nước ngoài muốn quay về tổ quê hương vẫn còn nhiều đất lắm. Hôm qua con đi Bà Rịa Vũng Tàu, đi Long Khánh, đất còn bao la, còn nhiều đất lắm các bạn. Nhà nước quy hoạch là nơi nào cho dân ở là mới được ở, còn nơi nào mà để sản xuất nông nghiệp là để sản xuất nông nghiệp. Đất nào mà xấu mà không làm nông nghiệp được cái đó đưa vào làm khu công nghiệp. Cho nên đất đai còn bao la, ai có về hưu muốn định cư ở Việt Nam cũng có nhiều đất lắm. Các bạn yên tâm, dù 100 triệu dân trên một mảnh đất nhỏ xíu chỉ bằng 1/30 của Mỹ, mà dân thì cũng 1/3, nhưng mà đất ta đất để ở còn nhiều lắm. Các bạn yên tâm, các bạn nước ngoài yên tâm thoải mái luôn. Tổ quốc xanh tươi ha, đẹp đấy ha. Giờ về quê nhà nào cũng đẹp không? Về quê cái nhà của họ cực kỳ là đẹp và nó cực kỳ rộng lớn, và nó cực kỳ cái nhà nào giống như cái nhà đấy, gạch bông rồi lắng o rồi xong mái thái, và đa số miền quê là các mái thái, nhà nào cũng vậy mà rất là bự. Cái cổng của họ là mà thấy khủng khiếp rồi. À, con nói cái chuyện mái thái, con ở Việt Nam thì mấy chục năm nay con cứ nghe người ta nói là ở Việt Nam là nhà mái thái. Thế thì nhọn vậy đó. Thì bữa con đi Thái Lan, con đi rất nhiều lần Thái Lan. Bữa đó con đi hai mấy cái tỉnh miền Tây của Thái Lan, Kanchanaburi, Suphanburi. Nhưng cái tỉnh họ đó lắm, cái tỉnh của họ cũng phải bằng hai cái tỉnh của Việt Nam mình đó. Đặc biệt là ở đó họ trồng lúa không có tốt, năng suất chắc có lẽ bằng 1/3 mình, mía cũng không tốt. Và nông dân của họ là ở nhà sàn không à? Hầu như là ở nhà sàn. Mà các cái tỉnh của họ là không có một cái gọi là có cái thành phố, mình mỗi tỉnh có một vài thành phố. Họ thì gọi là đập đều tùm lum vậy đó, mà nói chung là thành phố Bangkok thì giàu nhưng các tỉnh lì rất nghèo. Họ không đầu tư vào các cái tỉnh lì, cho nên là con để tìm một cái căn nhà mà để nhà máy thái chẳng có thấy cái nhà nào máy thái cả. Sang đến đất thái mà không thấy. Cái tên gọi chắc là ông nghĩ là cái máy thái là cái máy đầu, cái máy đỉnh nhọn gì, chắc là theo những cái chùa và theo những cái mà phong cách của thái là cái thấy gì nó cũng nhọn nhọn. Cái chùa có thể là cái máy đúc bô của cái máy chùa á, máy chùa nó hai máy, máy trên máy dưới, máy thường máy hà đó. Nhưng mà có thể là nhọn cái đầu, có thể là theo cái hướng đó ha. Đúng rồi. Chứ con chẳng thấy người dân họ có cái nhà máy thái nào đẹp như mình hết á. Mà nhưng mà giờ dân Việt Nam mình là dân ở ngoài quê là toàn là cái nhà gì không? Bây giờ đang đua nhau xây dạng biệt thự. Thì cái nhà Việt Nam á, cũng biết là nó bằng bê tông, xây tường 20, bê tông cốt thép. Có thể là nó đổ bền của thằng mấy trăm năm đấy. Mấy trăm năm mình nghĩ thì cũng là nói về cái nhà cũng vui, mình so sánh tí xíu. Mình đây là nó so sánh vui thôi nha mấy bạn. Nếu mà so sánh một cái nhà ở Việt Nam mà xây kiểu vậy đó, thì một cái nhà Mỹ mà ở cái tiểu bang của tao khoảng chừng triệu đô, triệu hơn nha. Mình ví dụ một cái xe tải nha, ở Việt Nam mình á, trước khi vô cái nhà đó là nó đụng hai cái cột hai bên làm cái cổng là nó văng ra rồi, mà một thằng nếu không ấy là coi như là cái thằng tài xế là tử nạn rồi, bởi là bê tông cốt thép mà. Nhưng mà nếu một cái nhà đó mà ở Mỹ thì chỉ toàn là cây bằng gỗ thông không à, nó lắp ghép cho nó
thì cái xe tải nó sẽ chạy từ trước làng sau luôn, nó đi luôn, nó đi ngang cái bèo luôn. Lấy cái tay đấm cái này là thuộc cái bên kia. Lời bởi vì nó là bằng cây mà, nó gỗ mà. Nó có một cái lợi điểm là khi là bằng cây á thì nó lại giữ nhiệt. Cho nên là mùa đông nó đứt ít lạnh hơn. Còn nếu mà xe bằng tiền tường á là mùa đông là chịu không có nổi. Mà lạnh lạnh, lạnh dữ lắm. Mà rẻ tiền, nó thấy rẻ tiền. Đây đứng nghiến rồi, nó rẻ tiền thôi. Thấy rẻ tiền chứ xây bê tông như mình một căn nhà như mình bên Mỹ tiền chịu không nổi. Đúng rồi. Mà cái nguyên hơn nữa là ở Việt Nam mình cũng là ở miền Trung thì bão tố, cho nên họ cũng phải xây kiên cố để chống bão. Và người Việt Nam thì có truyền thống là ăn chắc mặc bền, cho nên làm gì làm phải xây căn nhà là kiên cố. Thì xây xong mình ở trong để lại đời con nữa, có nhiều nhà ở 4-5 đời, đời con đời cháu xây cái kiên cố. Nói như ông bà có thể mất đi nhưng mà nói tao xây cái nhà mai mốt con cháu nó còn ở được, nó có phải làm lại ý của ông bà ta là thường thường đấy. Mà chắc cái chú cho năm 71 tuổi chú cũng đâu chú cũng nghĩ như thế đúng không? Làm gì cũng phải nghĩ lại cho tương lai hả? Làm gì cũng phải để lại cho con cái, con cháu nó có được cái sinh hoạt gì mà mình nói là cái dân tộc tính á. Là dân tộc, cái người Việt Nam mình thường hay lo xa như vậy. Làm gì làm cũng phải con cái